Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Second News. Kính thưa quý vị, Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng hòa lãnh đạo phê duyệt trác đòi hầu tòa cho các quan chức và chính trị gia thời Obama. Một ủy ban thượng viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo hôm thứ Tư đã bỏ phiếu thông qua trác đòi hậu tòa và lưu chiểu của hàng chục quan chức thời Obama về sự phản đối của các đảng viên dân chủ. Những người nói rằng cuộc điều tra của hội đồng nhằm thúc đẩy chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Ủy ban an ninh nội địa và các vấn đề chính phủ đã thông qua các động thái trác đòi hầu tòa và nhận tiền gửi từ các nhân chứng mà phe Cộng hòa chiếm đa số cho rằng có liên quan đến cuộc điều tra của họ về Crossfire Hurricanes. Một mã tên FBI đã sử dụng cho cuộc điều tra mà FBI mở ra trong chiến dịch bầu cử năm 2016 về các cáo buộc rằng chiến dịch của Trump đã thông đồng với Nga. Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông đã mạnh mẽ phủ nhận sự thông đồng như vậy và cho rằng các cuộc điều tra thời Obama có động cơ chính trị. Một cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã không tìm thấy bằng chứng về âm mưu tội phạm giữa chiến dịch tranh cử năm 2016 của Donald Trump và Nga, nhưng Mueller đã công bố một báo cáo phát thảo các mối quan hệ rộng rãi giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump và các đặc nhiệm Nga, những người đã tìm cách ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Đa số đảng Cộng hòa của ủy ban đã thông qua trác đòi hầu tòa và yêu cầu phế trước đối với các cựu quan chức chính quyền Obama, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Fry, Giám đốc CIA John Brennan, Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper và quan chức Bộ Ngoại giao Jonathan Greener cũng như những người ủng hộ chính trị Sidney Blumenthal và Cody Schroeder, không ai trong số những cá nhân này ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, ủy ban đã không bỏ phiếu để tiến tới với trắc đòi hậu tòa đối với Vrike Spring, đại sứ Mỹ tại Slovakia. Mà một nguồn tin ủy ban cho biết liên quan đến cuộc điều tra mà Chủ tịch ủy ban John Johnson đang tiến hành về các giao dịch ở Ukraine liên quan đến con trai của ứng cử viên Tổng thống Dân chủ Joe Biden thợ săn. Trong cuộc họp, thành viên ủy ban Cộng hòa miss Romney cho biết ông sẽ bỏ phiếu chống lại trác đội hậu tòa cho Brink Ông này tỏ lo ngại rằng sự quan tâm của Ủy ban đối với Biden có dấu ấm của một cuộc tập trận chính trị, nhưng Romney đã bỏ phiếu để tiếp tục với các trác đòi hậu tòa và lưu chịu khác. Trong một diễn biến mới nhất, nhà phân tích Bill Binney của NSA cho biết, cơ sở dữ liệu của Stella Quinn có mọi tin nhắn email của nhóm Mueller, Obama và Clinton nhưng đã bị xóa sạch. Họ tuyên bố rằng nhóm điều tra của luật sư đặc biệt Robert Mueller đã vô tình xóa sạch hai chục điện thoại di động. Vì vậy, bằng chứng về hành vi phản bội của họ không thể được biết. Lời khai này cũng đã trùng khớp với cựu giám đốc NSA Bill Binney, người đã nói với báo chí ngày hôm qua trong một cuộc phỏng vấn rằng thực sự họ có tất cả bằng chứng đó. Bini, một trong những nhà phân tích ban đầu của cơ quan an ninh quốc gia và là người tố giác lâu năm, nói rằng nếu DOJ thực sự muốn biết những gì có trên những chiếc điện thoại đó, tất cả những gì họ phải làm là truy cập cơ sở dữ liệu của NSA Stellarwin và rút chúng ra khi tất cả các tin nhắn SMS chuyển qua mạng di động được ghi lại và lưu trữ mãi mãi. Vini cũng nói rằng 30.000 email bị mất tích từ máy tính sách tay của Hillary Clinton có thể được tìm thấy trên Stellar Wind cũng như tất cả các liên lạc liên quan đến trò lừa bịp được cho là thông đồng của nga dẫn đến cuộc điều tra đối với chính quyền Trump. Những thông tin liên lạc đó được cho là đến từ một nguồn ở nga nhưng sau khi phân tích cẩn thận, người ta xác định điều này là giả dối. Ông Vini kết luận các dữ liệu này chỉ đơn giản được lấy từ WikiLeaks. Khi phân tích dữ liệu ra, các bằng chứng bị cáo là làm giả. Các dữ liệu này bao gồm từ tiếng Nga và các ký tự Thrillist được thêm vào các trang, sau đó được Lucifer 2.0 phát hành. Khi phân tích dữ liệu liên lạc của Nga, ông Vinny nhận thấy dữ liệu đang bị thao túng và không đồng bộ. Theo một cuộc phỏng vấn mở rộng với Toastworks Creative Digestion Media, ông Vinny nói... Dữ liệu từ ngày 1 tháng 9 hợp nhất với các mốc thời gian của dữ liệu ngày 5 tháng 7 có nghĩa là nó đang xáo trộn giống như những quân bài. Bạn có một tệp, anh ta tách ra làm hai. Sau đó, chúng có sự thay đổi phạm vi về ngày và giờ. Anh chàng này đang bị đặt dữ liệu. Anh ta đang chơi với dữ liệu. Anh ta đang chơi với chúng ta. Binney cho biết ông đã xem xét tài liệu Vault 7 mô tả về các công cụ hack của CIA do WikiLeaks công bố trong đó nói rằng có một chương trình gọi là Mabo Framework CIA có thể sử dụng để sửa đổi một cuộc tấn công và làm cho nó giống như một người khác đã thực hiện cuộc tấn công đó. Các quốc gia có khả năng làm điều đó là Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và các nước Ả Rập. Ngoài ra, V7 cũng nói rằng chương trình Mabo Framework đã được sử dụng một lần vào năm 2016. Tất cả các bằng chứng đều chỉ ra CIA với tư cách là người khởi xướng Lucifer 2.0 và chiếc Lucifer 2.0 đó nằm trong CIA, Binney nói. Một tuyên bố từ lâu của Binney là phân tích kỹ thuật của việc truyền tệp trong các tệp Wikileaks cho thấy chúng không thể được thực hiện thông qua Internet xuyên đại Tây Dương, nhưng nhiều khả năng là ẩu đĩa cục bộ. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là đánh giá sự khác biệt về thời gian giữa các tệp và xem nó có bao nhiêu ký tự được chuyển qua và chúng tôi tính toán tốc độ truyền và khi chúng tôi làm điều đó, chúng tôi nhận được tốc độ từ 14 đến 49,1 MB mỗi giây. Nói cách khác, đó là từ 19 đến 49,1 triệu ký tự mỗi giây và chúng tôi biết rằng web quốc tế xuyên đại Tây Dương đến châu Âu, một nơi nào đó ở Đông Âu không thể xử lý được kiểu dữ liệu như vậy. Vinny cũng nói về The Hammer, một dự án của cựu giám đốc NSA là James Clapper. Anh ta cũng đã tiết lộ thông qua một người tố giác đồng nghiệp bên trong CIA, nơi mà hồ sơ của mọi điện thoại về Internet mà chính phủ tạo ra được lưu giữ để theo dõi những người muốn theo dõi. The Hammer là một giao thức riêng biệt mà họ tạo ra, có nghĩa là sẽ không có bằng chứng về việc ai đang bị Big Brother theo dõi theo người tố giác The Hammer được thiết lập bên trong cơ quan CIA bởi cựu giám đốc tình báo quốc gia James Clapper và cựu giám đốc CIA John Brennan nó được thực hiện để họ có thể theo dõi bất kỳ ai họ muốn mà không ai trong cộng đồng tình báo hoặc chính phủ hoa kỳ hoặc bất kỳ chính phủ nào khác biết họ đang làm điều đó vini nói trong cuộc phỏng vấn với cd media Binney giải thích rằng bất kỳ ai truy cập vào dữ liệu của NSA bao gồm 5S, 5 cơ quan tình báo nói tiếng Anh toàn cầu, đều được theo dõi và ghi lại vào nhật ký mạng. Ông nói, ngoài ra, nếu bạn thực hiện một vụ vạch trần, bạn phải đưa ra một yêu cầu và điều đó được ghi lại. Ai đã làm điều đó, thời gian, chủ đề là gì, và lời biện minh là gì, và họ là ai. Nhưng nếu bạn thiết lập một cái riêng của mình, không ai biết bạn đang làm gì và đó chính xác là những gì người tố cáo này đang tuyên bố. Tôi chỉ ra nhóm đó là nhóm có lẽ là người khởi xướng của Lucifer 2.0 và cũng là người bị đặt ra toàn bộ câu chuyện về Russia Gage. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã bắt đầu chiến dịch điều tra nhóm thợ săn phù thủy của đảng Dân Chủ. Theo các tài liệu của Bộ Tư pháp cho thấy, điện thoại di động của nhiều người trong nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller khi đó đã bị xóa sổ trong cuộc điều tra bởi trò vu cáo Nga can thiệp vào bầu cử giúp cho ông Trump thắng bà Hillary Clinton. Những bằng chứng này cho thấy một tiêu chuẩn kép khá rõ ràng, thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói với Hannity vào thứ Năm. Ông Lindsey Graham, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện cho biết, Chúng ta không thể sống ở một đất nước mà điều này được dung thứ. trong Nga, hãy nhìn xem họ đã tiêu hao bao nhiêu tiền, bao nhiêu đặc vụ đã tham gia điều tra mọi việc Trump và Nga, bao nhiêu trắc đội hậu tòa, bao nhiêu cuộc sống đã bị đảo lộn. Theo các tài liệu, ít nhất 20 điện thoại đã bị xóa sạch thông tin với lý do vì quên mật mã, hỏng màn hình, không thể sửa chữa, mất máy, cố ý xóa hoặc các lý do khác. Việc xóa dữ liệu diễn ra trước khi văn phòng tổng thanh tra DOJ có thể xem xét các thiết bị ông Lindsay Graham nói. Nếu không quản được điện thoại của chính mình, ta tại sao phải tin tưởng người điều tra tội phạm? Câu hỏi đặt ra là họ có cản trở công lý không? Có phải họ cố tình xóa thông tin khỏi điện thoại của mình vì tổng thanh tra Michael Horowitz có mặt trong vụ án không? Ông nói tiếp, đó là câu hỏi dành cho luật sư Hoa Kỳ Connecticut là công tố viên đặc biệt John Durham Công việc của chúng tôi với tư cách là chủ tịch Ủy ban Tư pháp là tìm hiểu bằng cách nào mà Bộ Tư pháp và FBI lại mắc phải Crossfire Hurricane. Tại sao họ lại nói dối tòa án FISA và để bảo đảm nó không bao giờ xảy ra nữa. Bạn nghĩ rằng bạn đang tức giận về việc điện thoại bị xóa sạch, hãy chú ý theo dõi, chúng ta sẽ nói chuyện trong khoảng 10 hoặc 12 ngày và chúng ta sẽ xem dữ liệu có gì khác mà bạn có thể phát điên lên không. Thưa quý vị, ông Lisa Graham sau đó tiết lộ rằng Ủy ban Tư pháp Thượng viện gần đây đã mời cựu giám đốc FBI James Comey, cựu quan chức FBI Peter Strzok và cựu phó giám đốc FBI Andrew Midcap để làm chứng về sự liên quan của họ trong Crossfire Hurricane. Sau khi Comey nói một cách miễn cưỡng về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Joe Underham về nguồn gốc của cuộc điều tra, ông Lisa Graham nói tiếp, chúng tôi đã mời Comey, Ms. và Strauss đến trước ủy ban. họ sẽ được đối xử tôn trọng để trả lời các câu hỏi về báo cáo của Horowitz. họ có thể có câu trả lời tốt, nhưng họ cần được đặt câu hỏi. Andreaham cũng nói với Hannity rằng ông sẽ bị sốc nếu cựu luật sư FBI Kevin Greenes hóa ra là người duy nhất phải đối mặt với cáo buộc xuất phát từ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt John Durham việc chính quyền Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa tung miếng đánh vào gian đảng Obama và Clinton thuộc phe Dân Chủ trong thời điểm này đúng với quái kiệt nếu trong thời gian tới, việc này được Bộ Tư pháp Mỹ mà đứng đầu là Tổng chưởng lý William Barr triệu tập phe cánh Obama lên để điều trần, thì chắc hẳn mọi sự việc sẽ được phơi bày giữa thành thiên bạch nhật. Chắc chắn bây giờ, phe cánh Obama và Clinton đang ngồi trên đóng lửa, đảng Dân Chủ xem như sẽ chấm dứt trong cuộc đua chiếc ghế tòa bạch ốc mà Biden đang tìm mọi cách để có. Không những thế, một bản án tù một gông sẽ được trao thưởng cho những tên gian đảng đầu sỏ này. Vâng, bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.